Thưa quý vị và các bạn, 15 năm qua, trên cương vị là Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Phú Thiện, bà Vũ Thị Lý đã dành nhiều tâm huyết cho phong trào khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập tại địa phương với hy vọng nâng cánh ước mơ cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên hành trình truy cầu tri thức. Em Kershaw Hershaw Un ở làng Mun Mắc, xã Gia Ke, huyện Phú Thiện là học sinh chăm ngoan. Tuy gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhưng 3 năm cấp 3 em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Thời điểm này em đang chờ kết quả thi đại học của mình chuyên ngành y khoa trong niềm tự hào, mong đợi của gia đình, thầy cô giáo và những người thân xung quanh. Bà Vũ Thị Lý, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Phú Thiện, người đã kết nối mạnh thường quân để tiếp sức cho em Kershaw Hershaw Un trên con đường học tập, cũng đang cảm thấy rất hạnh phúc vì cô học trò nhỏ này. Theo đó, trong năm học 2021-2022, em Kershaw Hershaw Un được các mạnh thường quân của Quỹ Khuyến học Thiện Duyên hỗ trợ 9 triệu đồng. Đối với gia đình em, số tiền này như một niềm động lực lớn lao, hỗ trợ em có thêm điều kiện để tiếp tục học tập. Gia đình mình cũng có hoàn cảnh khó khăn ạ. Khi mà nhận được những cái sự tài trợ của mọi người, em cảm thấy rằng là như là mình có thêm cái động lực để mà mình bước tiếp ạ. Thấy rất là vui mừng và rất là cảm kích thầy cô đã tạo cho mình cái cơ hội tốt như vậy. Và em cũng muốn là mình phải cố gắng học tập hơn ạ. 15 năm trên cương vị Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Phú Thiện, như một thói quen, cứ ở đâu có học sinh nghèo vượt khó, học giỏi hay học sinh chẳng may mắc các bệnh hiểm nghèo cần hỗ trợ, bà Vũ Thị Lý đều đến tận nơi khảo sát tình hình, rồi kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ các em, nhiệt tình, trách nhiệm. Đặc biệt là luôn công khai minh bạch trong các khoản thu chi hàng năm, nên bà Lý có uy tín khi đi vận động quyên góp. Bà luôn tạo được sự tin tưởng đối với các mạnh thường quân cũng như người dân tại địa phương. Nổi bật là trong năm 2021, mặc dù ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhưng Quỹ Khuyến học của huyện đã vận động hơn 500 triệu đồng. Nhìn chung là tìm các nhà tài trợ cũng rất là khó khăn, không phải ai cũng làm được việc này. Mà mình phải kết nối và mình làm công khai minh bạch. Mà phải hàng năm phải tuyên dương những cái tấm gương tiêu biểu, có lòng hảo tâm và có sự quan tâm thế hệ trẻ để tạo điều kiện cho các cháu đi học. Cho nên là tôi cứ tìm và kết nối. Vừa qua cũng kết nối được một cái tổ chức từ thiện, thiện nguyện Trái Tim Xanh ở Sài Gòn về hỗ trợ cho các em học sinh làng Cùi là được hơn 60 triệu. Đó, nhưng mà vừa rồi đấy, tổ chức được như thế. Và tôi cứ thường xuyên đi tìm các nhà tài trợ, những người hảo tâm để hỗ trợ cho các cháu. Ngoài Quỹ Khuyến học đi tìm hàng năm ra thì khen thưởng cho học sinh giỏi các cấp này, rồi tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi và ngày khai giảng và ngày tổng kết năm học, năm nào chúng tôi cũng làm rất là đều đặn. Cô Lý là một người nói chung là rất là tuyệt vời. Cô rất là tâm huyết, rất là nhiệt tình, đi từng chỗ, đến từng điểm, hỏi để vận động, để giúp đỡ các em. Cái mà mình cũng rất là hạnh phúc khi làm việc với cô là cô tìm được những em thực sự là xứng đáng để mình có thể trao cái quỹ của mình đó, quỹ của gia đình đó. Trước khi làm Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Phú Thiện, bà Vũ Thị Lý đã từng công tác trong ngành giáo dục. Là một giáo viên được tiếp cận với nhiều học sinh có số phận hoàn cảnh éo le. Hơn ai hết, bà luôn thấu hiểu, cảm thông và mong muốn được đồng hành cùng các em. Và trên chặng đường 15 năm công tác trong lĩnh vực khuyến học, bà đã góp phần thắp sáng niềm tin cho nhiều hoàn cảnh và viết nên nhiều câu chuyện ý nghĩa giữa đời thường. Giờ đây, khi ở tuổi 70, niềm vui của bà Vũ Thị Lý là tiếp tục trở thành cầu nối yêu thương để lan tỏa những tấm lòng nhân ái tiếp bước đến trường cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tôi khi mà làm được cái việc đó, tôi rất là mừng ở chỗ là các cháu được đi học. Mà giống như mình được đi học vậy, sung sướng lắm. Các cháu là đang có nguy cơ không được đi học. Học rất giỏi nhưng mà không có một đồng cắc nào để đi vào trường. Thì tôi đi tìm được các nhà hảo tâm và tìm những người có tấm lòng đã giúp đỡ cho các cháu được bước vào trường đại học. Tới đây tôi sẽ tiếp tục làm để hỗ trợ giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh khó khăn mà học giỏi để các cháu được đi học. Và cũng mong rằng các cháu sau này, hy vọng rằng các cháu sau khi học xong, các cháu sẽ là nhân tài của quê hương và đất nước. Với tấm lòng nhân ái, cùng những nỗ lực trong công tác khuyến học, khuyến tài, nhiều năm liên tục, bà Vũ Thị Lý vinh dự được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen. Bà xứng đáng là tấm gương sáng trong hoạt động xây dựng xã hội học tập.